Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ quay một cái video clip. Đây là một cái video hết sức là đặc biệt, đó là mình sẽ ăn sushi. Sushi này có 2, 4, 6, 8, có 8 viên nha các bạn. Mà một viên á là người ta để trong một cái túi ni lông nhỏ nhỏ như vậy nè. Đấy, rất là dễ thương ha. Ở đây còn có một cái bịch nước nước chấm với lại cái bịch bịch cái này kia là cái gì ta? Đeo what we call it đi. Forget already. Wasabi. Wasabi. Dear, can you help me to get the small bowl? Thank you. How much this one then? 60. 60 hả? Strongly recommended. Oh. Aeon more. Oh, Aeon à. Thank you. Cái này mình có được là do anh xã của mình mua đó. Ảnh mua ở Aeon, Aeon Mall. Hôm nay thì sáng sớm á thì một người bạn của anh xã mình rủ anh xã mình đi đi chơi, cái thế là anh xã mình rủ mình theo mà mình không có đi, mình nói là thôi anh đi một mình đi, thế là mình có thời gian ở nhà mình làm YouTube. Trời ơi, mình coi biết bao nhiêu là video luôn các bạn ơi. Rồi cái mình tự nấu ăn các bạn, mình nấu đơn giản à, đấy mình nấu rất là đơn giản. Thì mình cũng nghĩ là chồng mình cứ đi chơi thôi, khi nào về thì về, mình cũng chẳng có đòi hỏi gì hết. Nhưng mà anh nhắn tin cho mình hỏi là em có thích ăn sushi không? Cái mình nói là thôi ăn rồi, nhưng mà cuối cùng là chồng mình mua cái này về cho mình. Và bây giờ thì mình ăn sushi nha các bạn. Mình có đem theo cái phở, cái nĩa, nhưng mà mình sẽ không xài nĩa đâu, mình sẽ ăn như vậy. Trước khi ăn sẽ hửi thử. Ôi, cái mùi cá này nó thơm ơi là thơm luôn. Mình sẽ chấm một chút xíu wasabi với lại nước tương. Ngon lắm luôn á. Lâu ra ăn sushi thiệt là ngon, không có nào chê đâu được. Phải có những lần ăn như vậy á thì mình mới nhận ra là mình cũng ăn sushi lắm chứ bộ. Giờ miếng sushi thứ hai, hồi nãy cái đó là tuna nha, còn cái cá này là cá gì ta? Cá này à, thịt cá màu trắng, da cá màu à, mình cũng không biết cá này gọi là cá gì nữa. Nhờ miếng thứ hai nha các bạn, mình chấm một tí xíu wasabi với lại nước tương, mình ăn đây. Con cá này nó ngon các bạn ơi. Mình dai vô miếng cá á, mình nghe nó kêu sực 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 sực. Mình chấm wasabi rất là ít bởi vậy nó không có bị nồng. Còn bây giờ mình sẽ ăn cái miếng sushi với lại mực. Vậy là vị thứ ba các bạn ơi. Ở đây có tôm. Này là cá gì không biết đây. Có sushi mực đó là được hai cá nha các bạn. Trời ngon quá. anh xã mình mới nói là ngon lắm á em, bởi vậy nó mua cho em á. Nãy anh biết mình mới clip, anh còn nói là hai recommended, có nghĩa là giới thiệu á, nhiệt tình giới thiệu cho sushi mua ở cái gì Aeon hả? Aeon. Đi qua mình cũng sắp sửa cái Aeon đó các bạn, nhưng mà chắc phải ba bốn năm nữa. Dự định là người ta sẽ xây một cái Aeon ở Cù Lao Phố các bạn. Này mình sẽ chấm nhiều nhiều hơn wasabi tí xíu đi, cơm nó thơm quá. Một hai ba. Wasabi nó nằm tới tới đầu của mình luôn các bạn. Hảo hạng. Uống miếng nước cái đã. Còn đây là bé sushi thứ một, một hai ba thứ tư. Miếng sushi thứ tư, cái này là sushi với lại trứng cá nha các bạn. Sushi với lại trứng cá và rong biển, mình cũng sẽ chấm nhiều nhiều hơn tí xíu wasabi nha. Ăn vô cái wasabi nó làm mình như mà thông não luôn các bạn. Rồi chấm nước tương nha. Ừ.
Trứng cá ngon cực kỳ các bạn ơi. Một phần 60 ngàn, được 8 miếng sushi, đầy đủ vị, quá là ngon. Mấy này là mình đang bị lên tăng cân đó các bạn. Mình bắt đầu chạy bộ lại á. Bắt đầu chạy bộ, ăn ít ít. Mà cuối cùng hôm nay là không ăn ít được. Đây là miếng sushi thứ năm. Miếng sushi thứ năm. Đây là cá. Cá gì mình cũng không biết luôn á. Không biết cá gì luôn á. Gạo nó mềm mềm mà nó thơm thơm. Miếng cá này chắc là nấu rồi đó các bạn ơi. Ngon cực kỳ luôn chứ. Và đây là miếng sushi thứ 6. Sushi là sushi tôm nha các bạn. Đây là miếng sushi tôm. Sushi. Miếng này wasabi hơi ít bởi vì nó lên tới đây à. Nó lên tới lỗ tai mình xong cái nó hạ xuống. Mình nghĩ là mình chỉ ăn hết 6 miếng sushi thôi. Còn 2 miếng nữa là tí xíu mình ăn nữa. À, thực sự và đó là cái gì mà anh xã đi từ xa, xong rồi anh xã ăn, xong rồi anh xã thấy ngon, anh xã nhớ mình, anh xã đem gì cho mình. Tự nhiên mình cảm thấy cái món nó ngon hơn các bạn. Các bạn biết không, thật sự đó cuộc sống của hai vợ chồng á, là hai người ở cùng với nhau á, không phải lúc nào cũng màu hồng đâu các bạn. Phải nói là lúc nào cũng có những cái giây phút giận hờn, giây phút người này làm chuyện này không có được mắt người kia, rồi người kia làm những cái chuyện này cũng không có được mắt người này. Nhưng mà mình phải tạo cái không gian các bạn. Chẳng hạn như ngày hôm nay ha, anh xã của mình nói là anh xã của mình đi chơi với bạn á, mình rất là ủng hộ ảnh. Rồi mấy hôm nay nhiều khi mình cũng muốn có những cái giây phút riêng tư, chẳng hạn như là một ngày một tiếng sau khi buổi cơm mà mình dọn dẹp nhà cửa xong rồi, mình thì mình cũng thích vô trong phòng ngủ như vậy nè, rồi mình mang máy tính của mình hẳn vào trong đây để mình có những cái giây phút mà mình check email, rồi xem Facebook nè, rồi kiểm tra YouTube hoặc là edit video, thì cuộc sống của hai vợ chồng nó mới cân bằng được các bạn. Chứ lúc nào mà cũng giáp mặt nhau 24/24 mà mình không có biết chủ động tách rời cuộc sống của hai vợ chồng ra trong một cái khoảnh khắc nào đó thì làm cho cuộc sống sẽ hết sức là nhàm chán. Lâu lâu thì khi mà ảnh có công việc, ảnh đi công chuyện thì ảnh có những cái hành động như là nhớ mình, xong rồi nghĩ tới mình, rồi mua đồ ăn vào cho mình á. Thì những cái giây phút này chính là những cái giây phút mà hâm nóng là tình cảm của hai vợ chồng mình. Hôm nay thì thực sự mình cũng có tí xíu tâm sự mình vừa kể ha. Nhưng mà cái quan trọng là mình chia sẻ với các bạn là một phần sushi gồm 8 cái với giá là 60 ngàn, mua ở cái siêu thị Aeon đó các bạn. Thì mình ăn mình cảm thấy rất là ngon. Thư TV cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị đã theo dõi video Thư TV nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại, bye.